người chồng Hàn Quốc khai từng đánh cô dâu Việt ít nhất 2 lần khác. Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc, nghi phạm người chồng trong vụ đánh đập cô dâu Việt Nam tại Đông Nam, tỉnh Nam Gieo La, Hàn Quốc hôm nay mùng 8 tháng 7 đã chính thức bị bắt giữ. Trước đó, cơ sở của tòa án quận Gwangju ở Makpo đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với người đàn ông này, vì lo ngại anh ta có thể tìm cách bỏ trốn. Khi nghe lệnh bắt giữ tại tòa, nghi phạm người Hàn Quốc cho biết anh ta từ lâu đã có cảm giác khó chịu với vợ do bất đồng về ngôn ngữ và cách suy nghĩ. Cảnh sát cũng cáo buộc nghi phạm tội ngược đãi trẻ em vì người đàn ông này đã đánh đập nạn nhân trước mặt đứa trẻ. Theo sở cảnh sát Đông Nam, các nhà điều tra đã lên kế hoạch bổ sung thêm cáo buộc đối với nghi phạm sau khi anh ta khai nhận đánh đập người vợ Việt Nam thêm 2 lần khác, một lần tại nhà riêng của họ ở Đông Nam vào ngày 25 tháng 6 và một lần tại Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Dư luận Việt Nam và Hàn Quốc những ngày vừa qua rúng động khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông Hàn Quốc, 36 tuổi, đánh đập tàn nhẫn người vợ Việt Nam, 30 tuổi, ngay trước mặt con trai của họ tại nhà riêng ở Đông Nam. Vụ bạo hành diễn ra suốt 3 giờ đồng hồ, bắt đầu từ lúc 21 giờ ngày mùng 4 tháng 7, khi người chồng có dấu hiệu say xỉn. Vụ bạo hành khiến nạn nhân bị gãy xương sườn và được đưa tới bệnh viện điều trị. Một đồng hương của nạn nhân đã báo tin cho cảnh sát và tiết lộ rằng cô dâu Việt bị đánh do không thể nói tiếng Hàn trôi chảy. Trong cuộc điều tra được tiến hành sau đó, người chồng nói với cảnh sát rằng anh ta bị say rượu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap, thì ông hôm nay cho biết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc và có biện pháp giúp cô dâu Việt hồi phục sức khỏe. Thành đạt. Theo Yonhap. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.